Cười là em bà thấy nó dễ thương quá. Mập mình thấy dễ thương. Đúng rồi, mập tròn dễ thương. Rồi trời sao nè? Ơi. Thì nói chung là tại vì cái gu của em là gu mập nên là mấy người ốm sợ lắm. Thì vừa gặp vợ em cái mập quá mê luôn. Rồi nghe, nghe nè, dạ. Sau cái bữa đi ăn đó bao lâu thì mới có cái nụ hôn đầu tiên? Em với chồng em cũng lẹ lắm, khoảng thêm một tuần nữa đó. Thêm một tuần nữa là bắt đầu đi coi phim. Mà ông này giống như là kiểu nào giờ chứ đâu quen ai đâu, nên là em là người trúng tủ hay sao là nụ hôn đầu tiên của ổng luôn. Lần đầu tiên hôn luôn hả? Dạ. Kiểu như là hai đứa đang coi phim xong rồi hả nghiêng qua rồi ngã lại xong rồi tự hai đứa tự hôn luôn. Mà ông này á thì mình em thì em hôn mở mắt không mà em thấy cái chân ông này nó muốn quéo lại luôn. Cái như là cái môi ông bị đơ vậy nè, không hoạt động gì. Như là em coi như là em buông người luôn, không muốn làm gì làm đúng không? Dạ. Muốn làm gì làm. Nhưng mà sao em biết đây là lần đầu tiên của ảnh? Ảnh nói cho em nghe hả hay là em cảm nhận? Thì ổng kể em nghe nhưng mà em nhiều khi ổng tin tại hai mươi mấy tuổi chẳng lẽ chưa có hôn ai bao giờ ổng tin luôn nhưng mà ổng nói hả thiệt là anh chưa hôn bao giờ hôn ai thì hồi xưa quen mấy người trẻ trâu không à là toàn là đi đua xe không chứ đâu có mấy cái vụ này đâu đó. Em đã cướp đi cái nụ hôn đầu đời tiên đó. Mà nhưng mà em chưa hôn ai mà sao bữa đó em gan vậy, em dám mà gọi là tự hai đứa gọi là sáp lợi vậy? Em đâu có bị động đâu, em cũng là 50-50 tự chủ động mà đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì kiểu như là ế nhiều năm quá bây giờ ế nhiều năm á. Giống như là vừa gặp ông này là nghĩ là ông này là chồng của mình luôn rồi. Nói đó. Chuyện hợp nè, ăn uống cũng hợp, gu thời trang hợp, hợp đủ thứ. Dạ. Rồi bây giờ trước tiên xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Lê Quốc Việt, năm nay em 27 tuổi, hiện đang làm bất động sản với làm YouTube. YouTuber luôn đúng không? Dạ. Còn em? Dạ em lần đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận với lại khán giả đang xem chương trình. Em tên là Đào Thị Mỹ Linh, hiện tại em đang kinh doanh mỹ phẩm và quần áo với lại kinh doanh Messi Bar nữa. Hai em là kể cho anh biết coi. Cái câu chuyện tình yêu của hai em bắt đầu như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Dạ, lần đầu tiên á, mẹ của ông xã em á là đi chợ. Thì vô tình á là vô cái tiệm quần áo của em, thấy em lanh quá đi, buôn bán mà lanh, cái miệng sao mà lanh quá trời quá đất luôn. Mà mẹ của ông xã em thì đã đang đi tìm con dâu tuổi dần nữa. Mà gặp ngay em con dâu tuổi dần luôn. Xong cái hả, ơi tao thấy mày lanh quá, hay không mấy mày cho tao xin số điện thoại mày đi. Tao có thằng trai nè, mà cũng bự con đẹp trai lắm. Mẹ mới đưa cái hình của ông xã em cho em coi tại chỗ luôn. Em thấy là không đẹp rồi. Là tự nhiên em... không muốn cho rồi đúng không? Đó, nhưng mà mình phải lịch sự. Là mình vẫn phải cho bình thường. Nhưng mà quen hay không là chuyện của mình thôi. Cho xong cái 3-4 ngày sau cái ổng mới gửi cho em cái icon. Mà gửi cái icon hình cười thôi à. Rồi xong em thấy vậy không nói câu nào, tự nhiên gửi cái icon hình cười không à. Thấy ông này tự nhiên hết kiểu cái kiểu cũng ba gai nữa. Cái em cũng gửi lại cái icon hình cười y chang vậy luôn. Rồi em cũng im re luôn. Rồi, xong tự nhiên cái tối ngày hôm đó gửi thêm cái icon chút ngủ ngon. Rồi xong im luôn. Còn bạn này nè, về mẹ nói gì với em? Mẹ em thì nói là mẹ có bé này nè, mới biết bé này ở ngoài chợ đó. Thì kiểu như là giờ là con với bé này giờ tìm hiểu đi. Rồi nếu mà cảm thấy mà được thì tiến tới. Cái khoảng sáng thì mẹ có đưa số điện thoại cho em, nhưng mà kiểu như là em không có ẹp liền. Đó, xong cái khoảng chiều cái mẹ đưa cái hình cho coi. Thấy cũng được, đẹp quá. Đẹp quá, đúng không? Đẹp quá. Xong cái là em mới ẹp cho luôn. Ẹp cho luôn khoảng đâu mấy ngày sau em mới nhắn tin. Thì bắt đầu là hai chồng em mới bắt đầu nhắn tin. Mình nhắn lại. Qua icon không vậy hả? Dạ, nhắn rồi. Rồi sau cái đợt mà gửi icon qua lại đó, bao lâu thì mới gặp nhau? Đúng một tuần luôn. Là bắt đầu ông này mình đang nói chuyện bình thường thì ổng hỏi em ăn gì không. Rồi xong ổng mới đi mua cho mình cái hamburger. Là lúc đó là ổng chạy tới tiệm của em á, ổng đưa cho em cái hamburger là lần đầu tiên gặp mặt tại shop luôn. Nhưng mà chỉ đưa xong rồi đi về thôi chứ cũng chưa thấy rõ vậy đó. Mà cái hình tượng đầu tiên mà ổng chạy tới ổng đưa cho em á là em thấy ủa trong hình nhìn thấy trẻ lắm mà sao ngoài như ông già vậy đó, áo vest rồi quần kiểu vậy nè. Mà em nói có 20 mấy tuổi mà sao mặc đồ như ông già là không ấn tượng gì rồi. Đã vậy còn đeo cặp mắt kiến nhìn giống như mấy người mà bị lừa, giống như mấy người lừa đảo á, là không ấn tượng gì luôn. Cái mắt kiến nào mà ra. Nhưng mà chỉ được cái là giọng nói quá nhỏ nhẹ luôn. Nhỏ nhẹ đến mức độ mà nói mà nhiều khi hả không nghe được luôn á. Là quá nhỏ nhẹ nên mình mê cái giọng đó thôi. Trời, nói không nghe mà mê đó. Tức là bạn vợ là mê cái voice của bạn chồng. Đúng. Thì cái tối ngày hôm đó luôn, tối ngày hôm đó là hai vợ chồng mà hẹn nhau đi uống trà sữa Trường Chinh ăn bánh tráng. Cái ông này cũng qua chợ.
thì chở lúc đầu chở cũng mình nghĩ chắc thời buổi hiện tại chứ không còn trẻ trâu nữa đâu mà chạy cũng ba gai lắm, chạy cũng un vậy đó, chạy cũng ba gai giống như là muốn cho mình ôm vô vậy. Mình thấy sao lần đầu tiên gặp mặt sao mà ôm được, thế mình cũng ngồi lì vậy luôn. Xong rồi tới nơi cái hả cũng nói chuyện, lúc đó là gặp trực tiếp rồi đó, là ăn uống qua lại là kêu ổng hát cho mình nghe lúc tại chỗ luôn, tại là, quán trà sữa luôn đúng đó. Rồi là xong là ổng hát cái mình cũng mê luôn, mình mê ly luôn đó, mê cái voi nữa, mê nữa. Mê cái voi. Còn em thì sao, em mê cái gì ở cổ? Mê cái mập, tại vì ngay lần đầu tiên mê cái đúng luôn. Đúng không? Ê, đừng có cười cái mày. Có những người đàn ông người ta thích phụ nữ mập tròn cái mày. Cười dễ thương mà. Đừng có nói mình dây là thành công đâu, xin lỗi. Ủa, em cười là em mà thấy nó dễ thương quá. Mập mình thấy dễ thương. Đúng rồi, mập tròn dễ thương. Rồi trời sao ơi. Thì nói chung là tại vì cái gu của em là gu mập nên là mấy người ốm sợ lắm. Thì vừa gặp vợ em cái mập quá mê luôn. Cưng. Rồi nghe nè, sau cái bữa đi ăn đó bao lâu thì mới có cái nụ hôn đầu tiên? Em với chồng em cũng lẹ lắm, khoảng thêm một tuần nữa đó. Thêm một tuần nữa là bắt đầu đi coi phim. Mà ông này giống như là kiểu nào giờ chứ đâu quen ai đâu, nên là em là người trúng tủ hay sao là nụ hôn đầu tiên của ổng luôn. Lần đầu tiên hôn luôn hả? Dạ. Kiểu như là hai đứa đang coi phim xong rồi hả nghiêng qua rồi ngã lại xong rồi tự hai đứa tự hôn luôn. Mà ông này thì em hôn em mở mắt không mà em thấy cái chân ông này nó muốn quéo lại luôn. Cái như là cái môi ông bị đơ vậy nè, ông không hoạt động gì. Coi như là em coi như là em buông người luôn, không muốn làm gì làm luôn. Muốn làm gì làm. Nhưng mà sao em biết đây là lần đầu tiên của ảnh? Ảnh nói cho em nghe hả hay là em cảm nhận? Thì ổng kể em nghe, nhưng mà em nhiều khi ổng tên tại 20 mấy tuổi thì chẳng lẽ chưa có hôn ai bao giờ. Ổng tên luôn nhưng mà ổng nói hả thiệt là anh chưa hôn bao giờ hôn ai. Thì hồi xưa quen mấy người trẻ trâu không à, là toàn là đi đua xe không chứ đâu có mấy cái vụ này đâu. Đó, em đã cướp đi cái nụ hôn đầu tiên đó. nhưng mà em chưa hôn ai mà sao bữa đó em gan vậy, em dám mà gọi là tự hai đứa gọi là sáp lợi vậy? Em đâu có bị động đâu, em cũng là 50-50 tự chủ động mà, đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì kiểu như là ế nhiều năm quá rồi, bây giờ tới rồi. Ế nhiều năm quá hả? Giống như là vừa gặp ông này là nghĩ là ông này là chồng của mình luôn rồi. Nói đó. Chuyện hợp nè, ăn uống cũng hợp, gu thời trang hợp đủ thứ luôn. Nói chung là hai đứa tình tứ dữ lắm. Tình tứ nhưng mà nó có đi quá không? Không bao giờ đi quá giới hạn. Chỉ hai đứa cũng ráng gọi là gìn giữ nhau. Tại vì chắc chắn là phải cưới rồi. Thì mình để thôi sau cưới rồi là mình đi xa hơn. Nhưng mà ổng có đòi không? Không. Rất là sợ luôn. Cho không cho thôi. Mà hai đứa giữ gìn cho tới đêm tân hôn luôn. Dạ đúng rồi. Hay quá ha, dễ thương vậy. Đêm mà... tân hôn chắc hay lắm luôn. Chắc trời ơi, coi đêm tân hôn tao nói hả? Chắc chở. Sao đâu. Cái bữa đó không biết sao lần đầu tiên của con kiểu như là nó muốn mắc ị vậy đó, không hiểu sao mà cứ kiểu như là đang lúc vậy ha, hưng phấn lên vậy cái ha. Khoan, chút. Không, mình con nó có bị lội cái không? Mình làm tiếp. Xong rồi cái đang làm cứ cũng nữa. Tại đó làm riết tới 4-5 giờ sáng. Trời ơi. Lúc đó em sao em mới nghe coi. Em có bị mất hứng không? Mất hứng thì cũng một phần thôi. Nhưng mà có cái là nguy hiểm. Cứ một chút cái xào quần xong cái bà kêu em chịu hết nổi. Mắc ị quá. Nó cứ một chút cái mắc ị quá, chịu hết nổi đây. Xong rồi ta nói hả, coi như là xào quần với bà hả, nguyên một đêm luôn. Sáng ra đi đâu có nổi đâu. Đó. Một lần nhưng mà một hiệp hay là mấy hiệp? Một hiệp một. Một hiệp. Một hiệp mà tới 4-5 giờ sáng. Hiệp, luôn. Một hiệp á nhưng mà nó cứ kéo dài cờ giật vậy đâm ra là hả? Nó dừng lại biển đang trong tình nhãn thì là để chút. Thôi tiếp. Rồi xong cũng thành nghe. Công đúng không? Dạ. Cũng thành công. Vào lúc 4-5 giờ sáng. Đó, nhưng mà qua ngày hôm sau có cải thiện được không? Qua ngày hôm sau là có kinh nghiệm rồi. Là mình đỡ hơn, kiểu như lần đầu tiên trong cuộc đời mình mà. Thì lần thứ hai là mình quen từ từ rồi, nhưng mà cũng còn cảm giác nhưng mà nhẹ nhẹ lại chút thôi. Nhưng mà mình cũng sợ ông mất hứng nữa, nếu thôi mình không kể đi, giờ có ra cháu ra luôn đi. Trời, hai đứa dễ thương quá. Đâu giờ hai tới đứa, phần này. Hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ con đây em lấy nhau được 2 năm. Hai năm rồi. Em bé được nhiều tuổi? Em bé được 9 tháng. 9 tháng rồi. Về ở với nhau. Anh thấy cái câu chuyện của các bạn nó vui quá à. Thôi giờ đến cái phần này vui hơn nè. Ổng có tật xấu gì không? Vô số kể luôn. Nói ổng cái tật ổng du duyên lắm. Tự nhiên mình đang ăn cơm, cứ canh cái lúc mình ăn cơm lại thả bơm. Cái gì là cái mất quá lịch sự luôn. Thêm một cái nữa là tối đang nằm chơi bấm điện thoại vậy nè, xong cái hả
chùm mền vô, coi như là tay chân không dễ dụ gì hết. Hỏi gì á, làm một phát thêm cái nữa. Trời mà không cho mình thoát ra ngoài luôn, bắt mình ở trong đó mình hửi vậy đó. Hửi riết giờ quen rồi đúng không? Hửi riết giờ mập luôn. Rồi sao nè, mê chơi game không? Cực kỳ mê chơi game luôn. Nhiều khi chơi game mà quên vợ quên con luôn. Chơi game mà còn chửi nữa. Chửi hả? Mày nghĩ nổi trời đất đó. Ông này ông chơi game mà ông dụng nhập tâm gì à? Ông nghĩ chơi game được không? Nhiều khi hả, con khóc con la mà ngồi chơi game nữa. À, cái vô tâm luôn rồi đó. Đó là sâu đó. Nói nghe nè, ông có ghen? Có một lần thôi à. Một lần duy nhất luôn à. Lúc đó là có bầu em bé khoảng mấy tháng đầu á, là em đi siêu âm, kiểu như bữa đó làm như sao á, đi siêu âm tư, cái đi vô đo điện tim. Đo điện tim thì bắt buộc nó phải kẹp vô hai vú rồi đó, mà đàn ông làm chứ không phải là phụ nữ. Thì mình cũng lần đầu tiên có bầu đâu biết đâu, thì cũng ra mình thật thà cái trời anh kỳ ghê luôn á. Tự nhiên á hả, khám của người ta khám có bầu không khám cái bụng, tự nhiên dạch vú ta kẹp vô vậy á, kỳ cục phải không? Xong cái ông thấy vậy cái hả, ổng mặt nụn đóng rồi. Nụn đóng tới lúc về luôn, lạ hả, về ta nói im lặng mấy tiếng đồng hồ luôn. Mình biết là ổng giận rồi, mình biết vậy ta nói lúc đầu khỏi kể cho rồi im luôn. Ghen bác sĩ hả? Đâu em nói thử nghe cái tại lý do tại sao mà mặt đóng. Tại vì kiểu như là em nghĩ lúc đầu là làm cái đó là làm bác sĩ nữ đó. Mà đâu có nghĩ là bác sĩ nam làm đâu. Rồi nhưng mà cái đó là cái thao tác chữa bệnh của người ta mà. Dạ. Sao lại giận vợ? Thì kiểu như là tại vì đàn ông khám ra mình hơi bực á, kiểu vậy. Rồi. Dạ. Rồi sao nè, ở trong nhà có bao giờ màu mè đúng không? Màu mè là màu làm sắc đồ này kia. Dạ có. Sao là đó? Cực kỳ màu mè luôn, thánh làm màu luôn, gọi là cho ổng một phong một cái thánh luôn. Chiên một cái trứng rồi lấy cái chảo, cái tô, cái rổ làm bùm beng giống như là ta đây là một cái đầu bếp của như đồ bếp nồ vậy đó. Siêu đồ bếp vậy đó, làm hất lên tao nói làm ghê lắm, hồi em rửa chén khùng luôn. Tới một cái rổ, một cái chảo mà cái chảo nhỏ không, lấy một cái chảo bự thì bự, chiên cái trứng chút xíu. Không, thâm vậy mỹ. Cái đó là vậy, cái đó không sao, cái đó là một cái tật dễ thương. Đó, rồi thôi tới cưng đi. Hết rồi. Bà có tật xấu gì sao? Cô gái này sao? Việc. Bà thì ta nói tật xấu thì nhiều vô số kể, nhưng mà nói chung là kiểu như là vẫn chấp nhận được. Giống như đôi khi là kiểu như mê đi shopping rồi mua ba cái lặt vặt đó. Rồi kiểu như là mua xong rồi quăng ở nhà đâu có xài đâu. Nhưng mà có thích nấu ăn không? Nấu ăn thì rất là ngon, nhưng mà ít khi nấu lắm, hầu như là em nấu hết. Nhiều khi là ăn uống là em đút cho ăn nữa mà. Đó, có ngồi chỗ không à. Ăn uống ngồi chỗ. Là nhõng đúng không? Đó, đúng rồi. Rồi sao? Bà có cẩn thận không hay là vụng về? Đụng cái gì bể cái đó. Đó, làm ra làm đâu cho làm gì đâu. Là hậu đầu đó. Đó, rửa chén, rửa bát là nhiều khi là bể gần hết cái sống chén luôn. Trời, thôi để anh làm luôn. Em làm hết. Hầu như là về nhà từ hồi cưới tới bây giờ là hầu như là nấu ăn, rửa chén, rửa bát là giặt đồ, giặt giũ em làm đó, hết. Em hết luôn. Đúng rồi. Rồi á, em thì có cái thú mà thú vui chùm quái mền. Thai là chùm mền xì hơi, còn vợ em có cái thú nào quái có thai? Có thú vui nào trên giường xem không? Vậy không? Bả có cái bệnh là gờ vú á. Gờ vú mà kiểu như là gờ khó chịu lắm, gờ mà hay kéo dài vậy lắm. Đó. Xe đâu đó. Xe. Trời đất ơi, xe như xe thuốc vậy đó hả? Xe xong nhiều khi thích núp vú không? Giống như là thích giống như là hồi nhỏ là mê vú mẹ. Nhưng mà từ ngày mà quen ổng là không còn mò mà vú mẹ nữa. Mò vú chồng. Thì mò vú ông này. Của đó. Mình mà đúng không? Ba ngày quen nhau là tao nói là mò vú em rồi. Đó là dê em rồi. Đó là dê em rồi hả? Chồng. Rồi bây giờ mong muốn bà xã thay đổi điều gì nè? À, em thì không có mong muốn gì hết, tại vì ngay từ lúc đầu là vợ em đã vậy rồi, em nên em chấp nhận được. Đúng rồi, em có không mong muốn gì. Yêu tất cả những thói hư tật xấu của vợ đúng không? Dạ. Nghe đã không? Đó. Còn vợ sao nè? Em thì muốn ổng là bớt chơi game lại, tập trung cho công việc làm ăn nhiều hơn, như lại giờ ngó con phụ em nữa. Rồi chỉ vậy thôi à. Thôi thì đó, em tự em suy nghĩ đi nha. Chỉ có mong muốn chồng bớt chơi game thôi đó. Đó. Có nhiều thôi. Nhắm coi tự làm được không nè. Đúng không? Dạ. Cặp vợ chồng này thấy dễ thương quá trời. Là dễ thương hồn nhiên. Dạ. Đó, và sinh ra là của nhau đó. Dạ đúng đó. Rồi. Thôi chúc cho hai em cứ như thế này ha. Dạ. Cứ vui vẻ, cứ yêu thương nhau như thế này. Cảm ơn hai em đã đến. Dạ.